xin chào quý anh chị đã đến với kênh chúng tôi chúc quý anh chị và các bạn có một buổi nghe truyện thật hay và vui vẻ nhớ like và nhấn nút đăng ký kênh giúp mình với nhé cảm ơn mọi người buồn cười cô tức giận không thôi anh còn muốn ly hôn với cô hơn nữa còn ly hôn sau khi phát sinh quan hệ anh coi cô là gì doãn tự nhiên anh dám mắt thấy mặt doãn tự nhiên sắp áp sát vào cổ cô cô kêu to doãn tự nhiên lại thở ra một hơi không phải tôi không dám mà là không có hứng thú không phải cô thích học ngạn ngữ trung quốc sao hôm nay vừa vặn dùng một câu cái gì trusa bị anh mê man rồi tại sao lại liên quan đến ngạn ngữ trung quốc đến nỗi doãn tự nhiên đột nhiên nói không có hứng thú với cô đông thi bắt chước nhăn mặt doãn tự nhiên ranh ma nhìn cô chầm chầm. có ý gì trusa hơi nhíu mày không hiểu dùng để hình dung một người dáng dấp xấu xí lại còn muốn học cách ăn mặc cử chỉ của người đẹp cho nên đối mặt với một người phụ nữ dã man hung hãn cộng thêm chỉ biết bắt chước bừa sao tôi có thể có hứng thú doãn tự nhiên tôi hận anh nếu như tôi lại để ý đến anh thì tôi tôi sẽ thành con cá sấu rusa bị giận đến điên lên giơ chân hung hăng đá một cước vào giữa đùi anh doãn tự nhiên bị đau buông tay ra che chỗ đau rusa nhảy dựng lên co cẳng chạy doãn tự nhiên co rút trên đất nhìn bóng lưng của cô âm thầm chửi bới cô gái chết tiệt thật sự muốn hại anh không ngẩng đầu được dưới trời chiều bên hồ bầu trời hồ nước mặt trời như lửa rusa vừa đá cục đá vừa mắng người gần đây học được rất nhiều tiếng mắng chửi người bằng tiếng Trung Quốc, cũng không có tác dụng hay không chính xác, chỉ cần có thể nhớ tới, đều phun ra toàn bộ, Doãn tự nhiên chết tiệt. Doãn tự nhiên thúi. Doãn tự nhiên đầu heo. Doãn tự nhiên ngu ngốc, đại ngốc nghếch. Nhân yêu. Tôi thề, từ nay về sau tôi không muốn nhìn thấy anh, anh đừng hối hận. Doãn tự nhiên. Anh nhất định sẽ phải hối hận hối hận bỏ lỡ người con gái xinh đẹp như hoa mềm mại hiền hòa như tôi đến lúc đó anh đừng van xin tôi hai tay cô chụng lại bên bờ môi kêu to về phía bờ hồ bên kia tiếng vang quanh quẩn trong rừng cây ơ ờ, ai chọc giận rusa xinh đẹp mềm mại hiền lành vậy sau lưng vang lên giọng nói trêu chọc rusa tức giận mà quay đầu lại đạp lên trời chiều mà đến là duy nhất cô xoay người không nói thêm gì nữa trong lòng suy đoán sao Doãn Tử Nhiên vẫn còn thích Duy Nhất như vậy? Duy Nhất đã lập gia đình rồi mà còn nhớ Nhung lưu luyến. Sao vậy? Cãi nhau với Doãn Tử Nhiên. Duy Nhất đứng bên cạnh cô, mỉm cười hỏi cô. Sao cô biết? Tru Sa phiền muộn không vui hỏi, đâu chỉ cãi nhau. Chính là đại chiến thế giới. Duy Nhất bật cười, sao cô biết? Tất cả mọi người đều biết rồi doãn tự nhiên kẻ ngốc kia chắc trước khi ra cửa không soi gương mang theo hai mắt gấu trúc đến lầu trúc của hơ ga ăn cơm lúc này rusa nhạy cảm duy nhất cười kích thích cô mất hứng lường duy nhất cô cũng cười tôi tôi rất buồn cười đúng không rõ ràng người ta không thích tôi tôi lại còn cứ bám lấy anh ấy duy nhất ý thức được mình nói sai rồi nhanh chóng sửa lại nào có tôi không cười cô tôi cảm thấy cô đáng yêu sao tự nhiên lại không thích cô? Cô là Rusa xinh đẹp như hoa mềm mại hiền lành mà. Được rồi. Tôi tự biết rõ. Doãn tự nhiên anh ấy vốn không yêu thích tôi, trong mắt anh ấy. Tôi giả mang, hung hãn, tôi. Còn cái gì nữa? Cô quên mất từ này. Còn cái gì? Duy nhất chờ cô nói nốt. Rusa liếc cô, không có gì. Dù thế nào đi nữa, anh ấy chính là không thích tôi anh ấy thích chính là hả duy nhất nhướng nhướng mày anh ấy thích chính là cô trusa hung hăng nói ra duy nhất sững sờ không thể nào tôi là em gái anh ấy sao lại không thể nào tôi tận mắt nhìn thấy rồi trong bóp tiền của anh ấy còn để hình cô không phải hình kẹp trong bóp tiền của đàn ông là người phụ nữ anh ấy thích nhất sao duy nhất kinh ngạc cô cho rằng doãn tự nhiên đã sớm để cô xuống quan hệ của bọn họ là anh em không phải sao chẳng lẽ cho tới nay nói doãn tự nhiên vẫn không chịu hợp tình chính đáng tìm phụ nữ kết hôn thật sự có liên quan đến mình sao nếu là như vậy cô càng không thể khoanh tay ngồi nhìn rusa cô nghe này quan hệ giữa doãn tự nhiên và tôi thật sự là anh em bởi vì từ nhỏ tôi không có cha cho nên Doãn tự Nhiên làm anh đặc biệt quan tâm đến tôi, để ảnh chụp của tôi trong bóp cũng cũng là chuyện bình thường, ít nhất, làm em gái, trước kia tôi thật sự là người phụ nữ anh ấy thích nhất. Nhưng mà, cô không phải như vậy, cô là vợ anh ấy, cô phải khiến cho anh ấy đổi thành ảnh chụp của cô. Vậy cần để tâm đi làm đi, người kia tôi biết rõ, miệng cứng lòng mềm, thật ra dễ dàng bị cảm động nhất. Duy nhất rất có hy vọng có thể giúp đỡ Rusa và tự nhiên mọi người đều rất âm thầm coi trọng bọn họ nếu như trước kia trusa nghe lời như vậy nhất định sẽ tự tin hơn gấp trăm lần nhưng mà hôm nay cô đã thề rồi không bao giờ để ý đến doãn tự nhiên nữa hơn nữa cô thật sự không có dũng khí cô người tràn đầy lòng tin với bản thân lòng tự ái đã bị doãn tự nhiên dẫm dưới lòng bàn chân rồi cô tịch mịch lắc đầu không duy nhất tôi biết rõ cô hy vọng tôi và doãn tự nhiên tốt nhưng mà tôi đã quyết định lại rồi, tôi muốn ly hôn với anh ấy, có lẽ anh ấy thật sự không thích hợp với tôi, tôi chịu đủ rồi. Rusa Duy nhất còn muốn khuyên cô ấy. Rusa lại trưng ra khuôn mặt tươi cười rạng rỡ với cô, Duy nhất, cô đừng nói. Tôi trịnh trọng tuyên bố, tôi thất tình. Từ nay giữa tôi và Doãn Tử Nhiên, anh ấy đi cầu độc một của anh ấy, mặt tôi đi đường dương quang của tôi, như thế nào? Câu ngạn ngữ này nói về tôi rất tốt phải không? Duy nhất, cô không biết chứ, tru sa tôi thất tình cũng phải oanh oanh liệt liệt, hôm nay thật sự sướng cơ nờ. À. Duy nhất cười cay đắng, cô ấy đương nhiên sướng, đánh giãn tự nhiên thành như vậy. Duy nhất, cô tới gọi tôi về ăn cơm hả? Đi thôi, tôi nghe nói hôm nay bộ lạc làm thịt dê, tôi muốn ăn đùi dê. Còn có, ngày mai là ngày anh trai tôi và chị Phỉ Nhi kết hôn, wow nhất định bận chết đi tôi nay tôi phải chuẩn bị tốt vĩ nhi kết hôn rusa cô chuẩn bị cái gì duy nhất lắc đầu ai cũng có thể nhìn ra rusa hưng phấn bên ngoài để che giấu cô đơn hôm nay mặt trời thức dậy đặc biệt sớm hình như hoa khắp núi cũng vì ngày vui mừng này mà nở rộ bên hồ rừng núi đều được làm đẹp bởi hoa dại lấm tấm nhiều màu sắc khác nhau ngay cả khu đất đỏ mênh mông cũng hiện ra rực rỡ tươi tốt chạy dài đến chân trời lãnh dực buồn buồn không vui ở trong lầu trúc, bên chân đã có một đống lớn tàn thuốc. Hôn lễ này, anh nên tham gia hay không? Nếu như không đi, có phải rất không phong độ không? Nếu như đi, sao anh có thể trơ mắt nhìn phỉ nhi gả cho người khác? Mấy ngày nay anh vẫn luôn rối rắm. Mỗi ngày tất cả mọi người ăn cơm chung một chỗ, mỗi ngày anh đều nhìn Lugia gia tăng yêu thương phỉ nhi, nói có phần khí khái của người đàn ông, anh nên chúc phúc cho cô đưng anh là người không phải thần là người thì có thất tình lục dục rõ ràng trong lòng phiền muộn khó chịu còn miễn cưỡng cười vui mùi vị này cũng không dễ chịu cho nên một ngày ba bữa cơm kia chỉ là đau khổ với anh món ăn ngon ăn vào trong miệng anh cũng chỉ là giấm chua chan canh tất cả đều là vị chua cũng chính như vậy cuối cùng anh đã hiểu rõ tim mình trong lòng anh để ý vĩ nhi không nói đến yêu cô như thế nào ít nhất mới đầu anh dễ dàng đưa ra quyết định cưới cô cũng không phải bởi vì đứa bé nhưng mà khi anh hiểu điểm này có phải đã quá muộn hay không phỉ nhi sắp trở thành cô dâu của người khác đang trầm tư có người gõ cửa phòng anh ai vậy anh miễn cưỡng hỏi anh cả là em mau ra đây đi đi xem hôn lễ của phỉ nhi người đến là duy nhất anh cười khổ Nhất định là do lãnh ngạn kêu cô tới, có phải lãnh ngạn lo lắng nếu bản thân mình tới? Anh sẽ không chịu nể mặt mũi. Cũng được, anh không nên ra vẻ hẹp hòi trước mặt phụ nữ. Được, anh tới liền. Em đi trước đi. Anh đứng lên chuẩn bị thay quần áo. Duy nhất lại gõ cửa lớn hơn, anh cả, anh mở cửa ra đi. Phải mặc quần áo của dân bản xứ đi dự hôn lễ, em lấy cho anh rồi lãnh dực bất đắc dĩ, đành phải mở cửa ra, duy nhất đặt một đống vải vóc màu trắng trên ghế chút, còn có một chuỗi vòng hoa, cái này cũng phải đeo lên. Thật sao? Lãnh dực kỳ quái nhìn duy nhất chầm chầm, cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó. Đúng vậy. Anh nhanh lên một chút. Tất cả mọi người chờ anh đấy. Em đi trước. Nhanh lên một chút đó. Duy nhất cường điệu một câu. Hùng hùng hổ hổ chạy ra lãnh dược nhặt bộ quần áo này lên nhìn, hình như là áo khoác, kết hợp với vòng hoa, giống như đã từng nhìn thấy trong bộ phim truyền hình nào đó. Thôi, nhập gia tùy tục, mặc thì mặc đi. Nhưng khi anh thay đổi quần áo đi tới bên hồ, lại phát hiện trừ an ra không ai ăn mặc như anh, chẳng lẽ đùa giỡn anh. Khó nói. Duy nhất quỷ sứ linh tinh này, nhiều thủ đoạn nhất. Anh đi tới bên cạnh duy nhất, hàm chứa tức giận, nhỏ giọng chất vấn, nhóc thúi có phải trêu chọc anh không duy nhất tỏ vẻ vô tội nào có không có đâu vậy tại sao để anh ăn mặc kỳ quái như vậy anh khẽ giật vòng hoa buồn cười trên người bởi vì anh là phù rể ở đây chỉ có anh chưa kết hôn anh không làm thì ai làm duy nhất chớp đôi mắt to rất nghiêm túc vô tội nói hóa ra là như vậy không sai là anh chưa kết hôn đột nhiên cảm thấy buồn cười đáng ra hôm nay chú rể phải là anh ai ngờ lại thành phù rể mau đi đi anh cả duy nhất để lãnh dực về phía trước lãnh dực than thở một tiếng ở trong lòng cố gắng nặng ra nụ cười đi về phía cô dâu chú rể hôm nay phỉ nhi thật đẹp cũng một chiếc áo khoác địa phương màu trắng một tầng mạng che mặt thật mỏng mơ hồ bên trong có thể nhìn thấy môi xinh tươi tròn mắt sáng trở lúng đồng tiền như hoa. Vẫn còn nhớ rõ ràng, môi của cô mềm mại, ngọt ngào, nhưng mà, sau này, cứ để người đàn ông khác thưởng thức như vậy sao? Anh là người đàn ông đầu tiên của cô, một đêm hoang đường, để cho anh nhận biết một mặt quyến rũ gợi cảm của cô, vừa nghĩ tới cô sẽ như hoa nở rộ trong ngực Lugia, tim của anh sắp nổ tung. Nghi thức bắt đầu, tộc trưởng Hơ Ga tự mình chủ trì buổi hôn lễ này chỉ thấy bà rắc hoa biểu tượng hạnh phúc cắt tường vào trên cô dâu chú rể, dĩ nhiên cũng rắc vào lãnh dực đứng bên cạnh. Hôm nay là một ngày tốt lành, bọn nhỏ vừa lòng đẹp ý. Hai người kết làm vợ chồng, trở thành người một nhà, từ nay cùng hỏa phúc, cùng vinh nhục, chân thần nhất định sẽ phù hộ hai người. Phỉ Nhi và Lugia thành kính quỳ xuống, dập đầu lạy ba cái về phía trời không. Con yêu của Hơ Ga kết hôn, tâm trạng hết sức sung sướng, từ đầu đến cuối trên mặt đều treo nụ cười hạnh phúc nhìn quanh một vòng nếu như họ hàng bạn bè không có ý kiến khác tôi tuyên bố hai người trở thành vợ chồng hợp pháp sau nghi thức bộ lạc lấy chứng nhận của chính phủ địa phương có hiệu quả pháp luật lu gia và phỉ nhi nhìn nhau cười hai cánh tay đang chặt lại với nhau đôi mắt lãnh dực đau đớn thật sâu lòng cũng theo đó mà nhéo thành một đoàn bọn họ sẽ lập tức trở thành vợ chồng chính thức anh sẽ không có cơ hội nữa nhưng mà không tôi có ý kiến anh đột nhiên xông tới giữa hai người luzia và phỉ nhi tách tay hai người ra kéo phỉ nhi từ dưới đất dậy kéo vào trong ngực mình lớn tiếng tuyên bố tôi có ý kiến phỉ nhi là cô dâu của tôi luzia thấy thế đứng lên kéo cánh tay phỉ nhi muốn kéo phỉ nhi ra khỏi ngực anh lãnh tiên sinh hôm nay tôi đây kết hôn hy vọng lãnh tiên sinh không phá hư mới phải Phỉ Nhi cũng dãy dụa trong ngực anh, dậm chân nhỏ giọng quát lớn. Lãnh dực, anh điên rồi. Mau buông tôi ra. Đừng làm rối nữa. Không. Anh cứ muốn làm rối. Anh cứ muốn không để cho em gả cho cậu ta. Cho tới giờ lãnh dực chưa bao giờ to gan như vậy, mắt thấy người yêu sắp ngã đầu vào ngực người khác, tình thế lập tức cấp bách mới bộc lộ ra, anh ôm chặt Phỉ Nhi không cho cô lộn xộn, nhìn cô thổ lộ thâm tình, Phỉ Nhi anh không muốn em gả cho Lucia, bởi vì em là người của anh, em quên sao? Lúc em 8 tuổi đã định rồi, ai nhặt trái cầu vàng lên cho em sẽ là hoàng tử ếch của em, cho nên, em chỉ có thể là công chúa của anh. Phỉ Nhi giống như không quen biết anh, ngơ ngác nhìn anh. Nước mắt dần ngập tràn hốc mắt, đột nhiên gào to với anh, anh cho rằng anh là ai? Lúc muốn tôi thì tôi chính là công chúa của anh, lúc không muốn tôi thì sỉ nhục nhân cách của tôi, ai cho anh nhặt trái cầu vàng của tôi thật sự hy vọng người nhặt trái cầu cho tôi không phải là anh anh hại tôi phí thời gian thanh xuân nửa đời trước anh có biết không bây giờ anh còn muốn hại nửa đời sau của tôi sao khó khăn lắm tôi mới gả ra ngoài anh lại đến làm rối loạn lãnh dực anh có phải là ma quỷ trong sinh mạng của tôi không đời trước tôi nợ anh cái gì đời này phải trả anh như vậy tôi hận anh hận anh chết đi được. Cô bị lãnh dực giam cầm không cách nào nhúc nhích, chui đầu vào trong ngực anh khóc lớn mắng to để phát tiết. Lãnh dực lộ vẻ xúc động, nâng mặt cô lên, ngón tay xù xì lau nước mắt trên quai hàm cho cô, phỉ nhi, xin lỗi, anh sẽ dùng nửa đời sau bồi thường cho em, không cần gả cho cậu ta, được không? Được, phỉ nhi không trả lời, nhưng chung quanh lại vang lên tiếng trầm trồ khen ngợi. Lãnh dực kinh ngạc nhìn, chỉ thấy tất cả mọi người đều hít mắt vỗ tay nhìn hai người bọn họ, ngay cả Hơ Ga và Lucia cũng ở đây phụ họa, chuyện gì xảy ra ở đây? Anh cả ngu hết biết. Lại không nhìn ra ai mới là nhân vật chính của hôn lễ. Anh nhìn quần áo hai người đi. Duy nhất lắc đầu thở dài. Lúc này lãnh dực mới phát hiện ra, chỉ có quần áo của anh và Phỉ Nhi là áo khoác màu trắng, hơn nữa mang theo vòng hoa giống nhau, còn áo khoác của Lucia lại màu vàng anh thật sự tức đến chập mạch rồi hoàn toàn không phát hiện ngu ngốc lu gia người ta mới là phù rễ duy nhất dẫu môi tỏ vẻ không có thuốc chữa lu gia nở một nụ cười chân thành về phía anh lãnh giật bừng tỉnh hiểu ra chỉ và mọi người thì ra mọi người lập bẫy cho tôi phỉ nhi em cũng giúp bọn họ lừa anh anh cúi đầu dịu dàng nhìn phỉ nhi phỉ nhi biểu môi em không lừa gạt anh. Em thật sự định gả cho Lucia đó. Em dám. Lãnh dực cậy mạnh bóp eo cô. Phỉ nhi khẩn trương liều mạng đánh tay anh, anh nhẹ một chút. Đừng làm tổn thương tới cục cưng. Lãnh dực mừng rỡ như điên, cục cưng. Không phải em nói bỏ cục cưng đi sao? Em không độc ác như anh. Phỉ nhi trừng mắt liếc anh, ánh mắt dần chuyển thành mềm mại. Tộc trưởng Hơ Ga lắc chuông cổ trong tay, được rồi được rồi. Sau cơn mưa trời lại sáng, hôn lễ chính thức bắt đầu rồi. Lãnh ngạn không ngừng bận rộn đưa một xấp tài liệu lên, anh, mau ký tên. Máy bay trực thăng đưa giấy đăng ký kết hôn tới. Lãnh dực kinh ngạc chỉ thiếu quai hàm rớt đất. Anh nói mấy người thật nhanh chóng mà, đăng ký kết hôn cũng chuẩn bị xong. Đó là đương nhiên. Hiệu suất làm việc của em trai anh, kỳ thịnh quá rõ ràng cho tới bây giờ còn chưa bao giờ ra một quyết định sai lầm. Mau ký đi. Ký rồi sẽ không hối hận nữa. Lãnh ngạn đưa cả bút ký tên lên. Nói cái gì? Cái gì gọi là hối hận? Lãnh dực bất mãn lường em trai, cùng Phỉ Nhi ký tên trên đăng ký kết hôn, quăng bút ra, các người còn trò biệt bận bất ngờ nào nữa, xuất toàn bộ ra đi. Có. Cầu chí dương ép ra ngoài, đây là chiếc nhẫn do máy bay riêng của cầu thế đưa tới, bởi vì việc khẩn cấp, cho nên còn chưa trả tiền. Vốn định tặng cho hai người cũng không phải không thể, nhưng kết hôn mà, nhẫn chắc chắn phải do chú rể mua, bởi vì lãnh tiên sinh, không, giờ nên gọi em rể. Em rể, đây là phiếu nợ, tiện thể ký cho. Cầu Chí Dương đưa cho anh một chiếc hộp trang sức xinh xắn và giấy tờ. Mắt thấy lãnh giật há hốc miệng thành chữ o, Cầu Chí Dương nở nụ cười, ha ha trả tiền mặt cậu nhất định không có nhiều như vậy ở đây lại không thể quét thẻ đúng không cho nên ký tên đi lợi hại bội phục sát đất lãnh dực nhặt bút lên soạt 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 ký tên mình trên giấy nợ cầu chí dương tự tiện viết cầu chí dương thổi vù vù trên tờ giấy một hơi mặt mày hớn hở một khoản buôn bán lớn lãnh dực đột nhiên nhớ tới không nhìn trên giấy nợ bao nhiêu tiền thò đầu qua cẩn thận đếm dãy số không trên phiếu nợ đã có thể mua được 10 chiếc nhẫn như vậy. Cậu lường gạt. Anh lại giữ chức coi tiền như rác. Dường như nghe được một câu danh ngôn, kiếm tiền kiếm luôn bạn, lừa tiền lừa người thân, chúng ta vừa là bạn vừa là người thân, vậy không bằng nên đối xử tốt với cậu hả? Cậu Chí Dương vội vàng nhét giấy nợ vào trong túi, để miễn cho lãnh dực cướp đi. Lãnh dực im lặng. Đây là câu danh ngôn của người nào? Phỉ Nhi bên cạnh cũng không vui mừng, hừ hừ một tiếng, đương nhiên là của cầu đại thiếu gia. Anh, em nói cho anh biết, anh thu bao nhiêu thì trả lại đây, nếu không em với anh không xong, một nhà ba người tuổi em, thậm chí sau này năm mồm sáu miệng đều đến nhà anh ăn đi nhà anh uống, lấy tiền về không được em cũng muốn ăn về. Cầu Chí Dương rất bất mãn, Phỉ Nhi, em vừa mới ký đăng ký kết hôn đã ăn cây táo rào cây sung, không nhân nghĩa với anh trai như vậy, về sau lãnh dực bắt nạt em em cũng đừng tới tìm anh kể khổ cầu chí dương cậu câm miệng cho tôi sao tôi lại bắt nạt phỉ nhi chứ tôi sẽ thương yêu cô ấy sau khi lãnh dực gào một câu giận dữ với cầu chí dương dùng ánh mắt dịu dàng nhìn phỉ nhi thề phỉ nhi anh có rất nhiều việc làm sai anh cũng không thể hứa về sau có thể không phạm sai lầm càng không thể đoán được cuộc sống sau này như thế nào nhưng mà anh có thể thề Lãnh Dực anh nhất định sẽ cố gắng hết sức của mình chăm sóc em và con, để cho em và con được hạnh phúc mỗi ngày. Lãnh Dực. Cầu Phỉ Nhi rưng rưng nhào vào trong ngực Lãnh Dực, 20 năm thầm mến, cuối cùng cũng đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Tiếng vỗ tay chung quanh không dứt, khiến cho mấy người lãnh ngạn nhìn cũng xúc động thật lâu, hai người cô độc rốt cuộc có lẫn nhau. Có hạnh phúc. Hơ Ga cầu phúc thêm cho bọn họ, chúc bọn họ trăm năm hòa hợp hai người trao đổi nhẫn, hôn lễ trung tây kết hợp cuối cùng kết thúc mỹ mãn. Không biết người nào kêu một tiếng, ném hoa đi. Phỉ nhi gỡ vòng hoa trên cổ xuống, xoay người, dùng sức ném về sau. Mắt thấy lãnh ngạn bị chen chật cứng trong đám người, duy nhất tức giận kéo anh ra, anh còn muốn đi đón hoa sao. Bà xã. Anh hoang ủng. Lãnh ngạn không ngừng kêu khổ, là thằng nhóc thúi nào xô đẩy anh qua. Trong tiếng thét chói tai, vòng hoa chính xác không lầm rơi vào trong ngực cầu chí dương, anh cầm vòng hoa hơi mờ mịt, đoàn người vỗ vai anh. Bây giờ thật sự chỉ có mình cậu bị rớt lại, cố gắng lên. Người tiếp theo chính là cậu. Người tiếp theo chính là mình. Đúng. Hạnh phúc, mỗi người đều phải có. Đêm, yên tĩnh mà êm đềm. Sương lượng lờ trong thung lũng, từng tòa lầu trúc, chuyện xưa thâm tình đang diễn ra, chỗ khác biệt, chỉ là nhân vật chính của chuyện xưa thôi. Phỉ Nhi, một vòng tròn lớn, phí thời gian hơn 10 năm, anh mới trở thành vai nam chính trong sinh hoạt của em, không biết nên tiếc nuối hay may mắn. Ánh trăng nhu hòa lẳng lặng chiếu một phần sáng bạc lên lầu trúc, dắt phần sáng hạnh phúc lên hai người trên giường cưới. Một khắc sau cùng, cuối cùng Phỉ Nhi đã đợi được lãnh dực dũng cảm đứng ra, trở thành cô dâu của anh, lúc này hạnh phúc trút vào trong ngực lãnh dực, thỏa mãn nhắm mắt lại, anh lãnh mỗi người đều có quá khứ của mình, chúng ta chỉ cần quý trọng giây phút từ giờ đến sau này là đủ rồi. Đúng vậy, mỗi người đều có một chút quá khứ hoặc ấm áp hoặc đau đớn, bọn họ tồn tại chân thực trong trí nhớ của chúng ta, giờ phút nào, hờ hững nhớ tới, ngàn cánh buồn qua chúng ta vẫn lệ rơi đầy mặt. Ý trích từ câu quá tẩn thiên phàm giai bất thị, ngàn cánh buồn qua đều không phải, xuất phát từ bài Vọng Giang Nam của Ôn Đình Quân thời đường nói lên nỗi chờ đợi của thi nhân, ngồi nhìn ngàn chiếc thuyền trôi qua nhưng người kia vẫn không thấy bóng dáng. Lãnh dực nhớ lại nửa đời trước, nếu như vào đêm sinh nhật Phỉ Nhi, anh nhặt trái cầu vàng lên giúp cô rồi nói cho cô biết, anh là lãnh dực, như vậy, rất nhiều chuyện xưa này còn có xảy ra không? Anh và tỉnh Lam còn có đoạn hận thù điên cuồng đang xen tình yêu say đắm kia sao? Anh và lãnh ngạn sẽ vì hiểu lầm mà kết thành thâm thù đại hận sao? Những quá khứ máu tanh của nhà họ lãnh kia có thể được sửa chữa không? Không biết, không cách nào xác định, cũng không cần xác định nữa. Lúc này, anh chỉ có thể xác định duy nhất chính là quý trọng người phụ nữ trước mặt, làm bạn lẫn nhau trong những ngày tháng sau này. Anh lãnh, anh yêu em sao? Phỉ Nhi ngẩng đầu lên, ánh mắt chờ mong sen lẫn yếu ớt, cô chưa bao giờ nghe anh nói chữ yêu này. Lãnh dực thận trọng suy nghĩ một chút, yêu, anh yêu em. Phỉ Nhi. Vậy yêu có nhiều không? Phỉ Nhi hiểu quá nhiều về chuyện xưa của Lãnh Dực, tình cảm hừng hực khí thế của anh và Tỉnh Lam, cô có thể có sao? Lãnh Dực cũng hiểu rõ ý đồ hỏi vấn đề này của cô, anh làm như thế nào nói cho cô biết, tình yêu tuổi thiếu niên 18 tuổi khác tình yêu của người đàn ông trưởng thành hơn 30 tuổi đây. Nếu như nói anh 18 tuổi chính là lửa, anh sẽ thiêu đốt nhiệt huyết trong tình yêu, dù hóa thành tro bụi cũng không oán không hận. Nhưng mà lúc này lòng anh yên lặng như nước, chỉ mong ở cạnh cô lặng lặng chảy xuôi, gắn bó làm bạn cả đời. Sau khi suy nghĩ sâu xa, anh yêu thương sửa lại tóc mai cho cô, thành khẩn nói cho cô biết, "Phỉ Nhi, anh và em cũng không dễ dàng, giống như chạy vòng quanh trái đất, chạy nửa đời, mệt mỏi không chịu nổi lại trở về điểm xuất phát." Lúc này, mừng rỡ lớn nhất của anh chính là phát hiện em vẫn ở điểm xuất phát chờ anh, mà anh mệt mỏi có ước mơ lớn nhất chính là muốn cầm tay em nâng đỡ lẫn nhau trong những năm tháng dài đằng đẵng anh có thể lo cuộc sống cho em hay có một hoặc rất nhiều đứa bé chúng ta nhìn chúng lớn lên ghi chép từng chút một chúng cười vui tích lũy rất nhiều rất nhiều cười vui xây dựng một nơi tên là nhà có lẽ qua thêm nhiều năm đứa bé sẽ rời chúng ta dương cánh bay lượn đến cuối cùng em còn có anh anh còn có em chúng ta vẫn tay nắm tay đi thẳng đến sinh mạng cuối cùng trong lời nói của lãnh dực không có thể non hẹn biển kinh thiên động địa, lại như gió nhẹ phất qua đáy lòng Vĩ Nhi, trước mắt cô hiện ra một hình ảnh gắn bó với nhau, đứa bé, nhà, năm tháng, dắt tay, cuộc sống không phải như vậy sao? Lãnh dực cảm thấy thân thể mềm mại của Phỉ Nhi chui vào trong ngực mình chặt hơn, anh không khỏi cười, nhẹ nhàng nâng cầm của cô lên, Phỉ Nhi, em đồng ý tiếp nhận một người đàn ông cô độc mệt mỏi, tàn phá không chịu nổi, cái gì cũng sai sao hốc mắt phỉ nhi ướt ác, không nhịn được đưa tay che kín miệng anh anh lãnh không cho anh nói bản thân như vậy khổ sở của anh em đều hiểu con đường sau này anh dắt em em dắt anh không bao giờ buông tay nữa phỉ nhi lãnh giựt khẽ mỉm cười nhẹ nhàng cầm cổ tay cô khẽ hôn lên lòng bàn tay có chuyện em phải sửa cái gì phỉ nhi cho rằng mình đã làm sai điều gì xưng hô không được gọi anh lãnh nữa anh nhìn cô cười. Phỉ Nhi đỏ mặt lên, em còn chưa quen chứ sao? Vậy cho em cơ hội luyện tập, bây giờ bắt đầu. Phỉ Nhi há miệng, khó khăn lắm, phun ra hai chữ, ông xã. Anh nghe không rõ. Gọi nữa. Lãnh dực dùng chóp mũi cọ vào cái mũi nhỏ mềm mại xinh xắn của cô, bên môi chứa nụ cười giảo hoạt. Anh thật đáng ghét. Phỉ Nhi nhẹ nhàng đấm lên bả vai anh, mặt vùi vào ngực anh. Anh cười khẽ, cúi đầu tìm kiếm môi cô, hiện giờ không gọi, như thế này em sẽ ngoan ngoãn gọi. Ánh trăng chiếu xuống, vô cùng tươi đẹp. Thở dốc dần gấp rút trong nhiệt độ phòng càng ngày càng cao. "Phỉ Nhi, gọi anh là gì?" "Ừ." Thật đáng ghét. Trên rỉ êm ái mơ hồ nghiền nát. "Nhanh." "Thật sự không gọi." "Không." "A." À. "Ông xã." Phỉ Nhi thở gấp người đàn ông như lãnh dực cũng có lúc hư hỏng như vậy sao? Xem ra đàn ông đều có tiềm chất biến xấu. Bà xã. Nụ cười tràn ra bên khóe môi, bóng đêm càng ngày càng đẹp. Nhưng mà, trong đêm nay, cũng có người trằn trọc khó ngủ. Một căn lầu trúc khác, cửa phòng doãn tự nhiên chưa khóa, chỉ vì người nào đó còn chậm chạp chưa về. Hàng đêm có cô quấy rầy, lúc này yên tĩnh thật sự không quen. Người phụ nữ chết tiệt chẳng lẽ quyết định nhảy cửa sổ mái nhà vào? Anh âm thầm chỉ bới. Hay là, giận thật rồi. Không bao giờ để ý tới anh nữa. Thôi. Không trở lại thì thôi. Dưới cơn nóng giận, cửa chính nặng nề đóng lại, anh nằm xuống đi ngủ. Chỉ có điều, một đêm nay, lại mất ngủ, cho đến khi tia sáng mặt trời nơi rừng rậm đầu tiên chiếu vào song cửa sổ, anh vẫn còn lăn lộn qua lại, quán giận giường quá cứng. Một đêm này, Rusa cả đêm không về. Ngày hôm sau theo lệ thường đi lầu trúc của Hoga ăn điểm tâm, Doãn tự Nhiên thật sự không nhịn được, hỏi Hoga có biết Rusa đi đâu. Hoga lộ vẻ kinh ngạc, con bé không phải ở cùng con sao? Doãn tự Nhiên lắc đầu, rất ấy nấy. "Xin lỗi, chúng con. Cãi nhau, tối hôm qua cô ấy đi không trở lại." "Ồ." Hoga như có điều suy nghĩ con bé có thể đi vào rừng rậm rồi, khi còn nhỏ lúc con bé không vui sẽ một mình trốn vào rừng rậm. Vậy con đi tìm cô ấy. Doãn tự nhiên đứng lên. Này! Hơ ga gọi anh lại, ăn bữa sáng trước đã. Con bé chạy trong rừng từ nhỏ đến lớn, không có việc gì, sẽ tự về. Doãn tự nhiên mắt biết tai ngơ, trong lòng tự dưng có dự cảm không lành. Rusa! Rusa! Anh chạy nhanh vào rừng, vừa gọi vừa tìm kiếm chung quanh cũng không phát hiện nguy hiểm đang đến gần thật ra rusa ngủ trên nhánh cây bị tiếng kêu của anh làm thức tỉnh phát hiện anh dựa dưới tàn cây cũng nhìn thấy một con rắn độc bò trong bụi cỏ nhanh chóng bò về phía anh tự nhiên cẩn thận cô nhảy khỏi cây đẩy doãn tự nhiên ra rusa chỉ cảm thấy bắp chân đau xót không khỏi kêu nhỏ lên mà cô thấy may mắn Doãn tự nhiên hoàn hảo không bị chút tổn hại gì. Rusa. Doãn tự nhiên kinh hải, vung dao găm trong tay chém rắn thành vài đoạn. Sau đó vén quần Rusa lên, bắp chân đã đen xì một vòng lớn. Đừng động. Doãn tự nhiên xé áo sơ mi buộc chặt chân cô, phòng ngừa độc tiếp tục lan tràn, sau đó dùng dao găm rạch vết chữ thập trên vết thương của cô, cuối người hút miệng vết thương. Hút một hơi, phun ra một ngụm cho đến khi máu chuyển thành màu đỏ, mới ôm lấy cô chạy nhanh về. Anh thả tôi xuống, tôi tự đi. Rusa hơi không quen anh như vậy. Cô muốn chết sao? Câm miệng cho tôi. Thái độ của anh vẫn ác liệt trước sau như một. Rusa há miệng, định cãi cọ, cuối cùng vẫn lựa chọn ngậm miệng, dần chìm vào giấc ngủ. Trở lại lầu trúc của tộc trưởng, Hơga cũng hoảng hốt, xử lý vết thương cho Rusa, Đồng thời ra lệnh cho địch khắc tiêm thuốc cho Doãn Tử Nhiên. Cô ấy không sao chứ? Câu đầu tiên của Doãn Tử Nhiên chính là hỏi Rusa. Cũng may, không sao, may mà con hút độc ra trước. Cám ơn. Hơ Ga đầy lòng cảm kích. Doãn Tử Nhiên rất đau lòng, không, phải là con cám ơn cô ấy, cô ấy vì cứu con mới bị rắn cắn. Hơ Ga cười thở dài một hơi, theo một câu ngạn ngữ của nước con, chính là không phải oan gia không đụng đầu. Con bé tỉnh rồi, vào xe một chút đi. Nhìn bóng lưng rời đi xa của hơ ga, giảng tử nhiên tinh tế nghiền ngẫm lời của bà, vị khó tả bò lên não. Cuối cùng phải rời đi. Bộ lạc xinh đẹp. Thung lũng xinh đẹp. Tất cả mọi người đã lên xe, nhưng bởi vì Rusa còn chưa xuất hiện, cho nên đoàn xe còn chưa lên đường. Tự nhiên, rốt cuộc Rusa xảy ra chuyện gì? Theo chúng ta hay ở lại. Dù sao cũng phải ra ngoài nói một câu. Duy nhất nhảy xuống xe lên xe của Doãn tự nhiên kéo anh xuống. Doãn tự nhiên không biết đã nhìn lại lầu trúc nhỏ trong rừng rậm bao nhiêu lần, cũng không thấy cô gái ầm ầm ỉ ỉ kia xuất hiện, trong lòng cũng nghẹn tức, sao anh biết. Không đến thì thôi. Chúng ta lên đường. Anh ấy thật sự không biết nói anh như thế nào. Duy nhất chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn anh, bản thân chạy về tìm Rusa. Trước cuộc tìm thấy Rusa ở bên hồ vẫn luôn nhìn về hướng đi ra, Duy nhất tiến lên phía trước kéo cô bước đi, hai người làm gì vậy? Mau đi. Có chuyện từ từ nói, không nói từ nay về sau không có cơ hội nữa. Rusa lại cứng rắn, sao cũng không chịu ra ngoài. Duy nhất rơi vào đường cùng đành phải nói, Rusa, hôm nay chết sống gì tôi cũng phải lôi cô ra hiện giờ tôi là người có bầu, cô cũng biết đứa bé này tới không dễ, nếu như trong quá trình dây dưa có gì ngoài ý muốn, cô phải phụ trách cho tôi. Duy nhất, cần gì chứ? Tôi không muốn để cho anh ấy ghét tôi. Rusa ủ rũ cuối mặt. Sao anh ấy lại chán ghét cô? Coi như có, có chuyện cũng phải nói rõ ràng ngay mặt. Sợ hãi rụt rè như vậy, đây là Rusa mà tôi biết sao. Cô muốn hiểu rõ ràng, nếu cô không đi nói, sẽ thật sự vô cùng khó gặp lại rồi, đừng hối hận đó. Duy nhất tới nắm tay cô kéo đi ra ngoài. Đầu tiên Rusa sợ thật sự làm bị thương đứa nhỏ của Duy nhất, thứ hai cũng đang suy tư lời Duy nhất nói, cho nên giả bộ từ chối theo Duy nhất đến cửa thung lũng. Doãn tự nhiên nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ của cô xuất hiện, một bụng tức xông lên, quát to về phía cô, cô cứ chậm chạp từ từ làm gì vậy. Không muốn đến cứ việc nói thẳng, hại mọi người chờ cô. Doãn tự nhiên. Anh nói chuyện thật dễ nghe cho em. Duy nhất nổi giận, chỉ vào uy hiếp anh. Trusa bị anh quát, vành mắt lập tức đỏ, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, xin lỗi, tôi khiến mọi người thêm nhiều rắc rối, từ nay về sau sẽ không. Mọi người đi rồi, tôi sẽ nghĩ mọi cách làm thủ tục ly hôn, đến lúc đó gửi qua cho anh, cảm ơn anh chịu giúp tôi. Doãn tự nhiên hơi sững sờ, cô không đi cùng chúng tôi. Rusa cười ngượng, nước mắt lăn xuống, tôi không đi, tôi đã nói rõ với mẹ, chúng ta giả kết hôn, tôi vẫn là thánh nữ, tôi sẽ ở lại làm tộc trưởng. Doãn tự nhiên, chúc mọi người thượng lộ bình an, cũng chúc anh hạnh phúc, từ nay về sau, sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa, cuốn quyết lấy anh, bi. Doãn tự nhiên không hiểu sao ê ẩm trong lòng, lại chuyển ê ẩm này thành lửa giận, đổ ập xuống Rusa, đủ rồi. Người phụ nữ chết tiệt. Học được một khóc hai nháo ở đâu, kế tiếp có phải muốn thắt cổ không? Đừng cho rằng tôi không biết trò xiết của cô. Có chuyện lên xe nói, đừng khiến tôi mất mặt xấu hổ trước mặt người ngoài. Nói xong tự mình lên xe trước, nhưng không đóng cửa xe. Trusa bị anh gào đến sửng sốt, không rõ ý gì. Duy nhất mừng thầm, chọc Trusa, ngốc hả? Anh ấy kêu chị lên đi cùng anh ấy. Hả? rusa vẫn chưa kịp phản ứng thật là một cặp ngu ngốc anh ấy nói chị đừng làm anh ấy mất mặt xấu hổ trước mặt người ngoài chính là coi chị trở thành người một nhà duy nhất gấp đến mức đẩy rusa đến cạnh cửa xe trên hàng mi của rusa còn lưu nước mắt ngơ ngác đứng cạnh cửa xe không biết làm sao doãn tự nhiên lường cô rốt cuộc có lên xe không còn phải để chúng tôi đợi bao lâu trước khi trời tối phải lên được trấn trên Rusa bị thái độ ác liệt của anh chọc giận, quay người không lên. Ai bảo mấy người chờ? Nhanh đi đi. Trung quốc còn có một câu ngạn ngữ. Doãn tự nhiên chậm rãi nói. Cái gì? Rusa tức giận, lúc này còn có lòng rảnh rỗi dạy cô tiếng Trung quốc. Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Cô thích lên hay không? Tự mình xem. Doãn tự nhiên rầm một cái đóng cửa xe lại, nói với tài xế lái xe lấy gà theo gà lấy chó theo chó rusa nhớ mấy chữ này loáng thoáng đoán được ý của nó nhưng không dám xác định mà xe doãn tự nhiên đã chạy đi thật xa này doãn tự nhiên anh dừng lại cho tôi anh nói rõ ràng rốt cuộc anh có ý gì đứa ngốc ý tứ của anh ấy chị là bà xã của anh ấy anh ấy đi đâu chị phải đi đó duy nhất lặng lẽ đứng bên cạnh cô. Mừng rỡ, mỉm cười, cong môi, tức giận. Buồn cười. Cô xoay người lên xe duy nhất, mỗi lần nói với cô đều chảnh như vậy, lần này không trị anh dễ bảo cô phải ru xa. Mà Doãn tự nhiên ở phía trước, nhìn qua gương chiếu hậu. Nhìn động tác vẻ mặt của cô vào trong mắt, khóe môi không tự chủ hiện lên nụ cười nhàn nhạt, từ nay về sau không được yên bình. Đến tận đây, ngoại trừ cầu Chí Dương, mỗi người đều có số mạng của riêng mình mà hạnh phúc của cầu chí dương tin tưởng sẽ ở gần đây không xa cuộc sống đúng là một cuộc hành trình ở từng trạm dừng chân có lẽ cũng sẽ gặp phong cảnh không giống nhau mà khi lòng bàn tay mình cầm được ấm áp thuộc về mình từ đó chỉ còn lại hạnh phúc cuộc hành trình hạnh phúc của lãnh ngạn và duy nhất rời khỏi nam mỹ sau đó tiếp tục tiến hành xuyên qua đại tây dương lên đất liền ở ireland đi khắp châu âu xong Cuối cùng dừng ở trạm ổn định tại Hy Lạp. Biển Azerbaijan với lãnh ngạn và duy nhất mà nói là một nơi đáng kỷ niệm. Mùa hè xuất phát, đi vòng địa cầu một vòng, cộng thêm chăm sóc cho ba bà bầu mà chậm chạp đi tiếp, khi đến biển Azerbaijan đã là mùa đông. Biển Azerbaijan có khí hậu địa trung hải, nhiệt độ mùa đông tương đối ôn hòa, thường là u ám mưa rơi liên tiếp. Cái này ngược lại khiến cho cửa sổ màu xanh lam, tường trắng ở biển Azerbaijan trên mặt biển yên tĩnh một tầng đẹp mông lung, là vẻ đẹp thông suốt không che không đậy không thuộc về mùa hè. Gió biển a dê vẫn lưu luyến. Không thể nhàn hạ nằm trên thuyền nhỏ nhìn trời xanh mây trắng, lãnh ngạn lại cùng duy nhất sống trong mưa không lớn, cầm cây dù, dắt tay đi trên bờ biển a dê lưu lại dấu chân nhẹ nhàng trên bờ cát. Nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, nói đến duy nhất vạn dặm tìm chồng, nói đến lời thề ở biển a dê -dăng phản phất giống như tất cả đều là hôm qua. Gió biển thổi qua, hình như còn có thể nghe thấy tiếng gọi theo gió, duy nhất yêu lãnh ngạn, vĩnh viễn không oán giận không hối hận. Lãnh ngạn yêu duy nhất, vĩnh viễn không oán giận không hối hận. Đó là ngôn ngữ biển a dê ghi chép vì bọn họ. Biển cạn đá mòn, không bao giờ quên. Bụng duy nhất đã cao cao nổi lên, lãnh ngạn kéo vòng eo to của duy nhất, người sắp làm cha trên mặt anh viết đầy đều là kiêu ngạo bà xã, chúng ta không thể ham chơi nữa, nếu không đứa bé sẽ sinh ra bên ngoài. Lãnh ngạn cầm cái ô duy nhất trong tay che nghiêng bên duy nhất. Mấy ngày nay duy nhất là người trôi qua thoải mái an nhàn nhất, có lẽ, cả thiên hạ phụ nữ ưỡng bụng còn chơi chỉ có mình cô. Cô không thể không cảm động vì cưng chiều của lãnh ngạn. Hành trình mang thai vốn tương đối nguy hiểm, nhưng suốt dọc đường có lãnh ngạn hết lòng chăm sóc, cô vốn không tốn chút sức lực nào, đến món ngon thiên hạ đi khắp cảnh đẹp thiên hạ dáng vẻ càng ngày càng châu tròn ngọc sáng cuộc sống như thế sao không khiến người ta lưu luyến quên về chứ cô lưu luyến thở dài khi nào chúng ta về nhà chạy về trước lễ giáng sinh được không lễ giáng sinh là về đến nhà giọng điệu mơ mộng của lãnh ngạn khiến duy nhất nhớ lại hai năm trước cũng ở bờ biển a dê dăng cô ở trong lòng anh nghe hơi thở của anh nói cho anh biết nơi nào có anh chính là nhà khi đó rõ ràng chân chân thực thực nhìn anh chạm vào anh nhưng trong lòng luôn cảm giác không nở hình như hạnh phúc của anh giống như hạt cắt nắm trong tay sẽ lặng lẽ chạy ra khỏi kẻ tay hiện giờ cô dựa nghiêng vào bả vai anh rốt cuộc cảm thấy anh tồn tại chân thực như thế bên cạnh cô hạnh phúc như trời xanh biển a dê dăng vĩnh viễn yên tĩnh vĩnh viễn không phai màu tự dưng bắt đầu nhớ tới ổ nhỏ của bọn họ trong nhà mới mua một con chó nhỏ đã trưởng thành chưa dây leo trên hàng rào có phải đã xanh tốt? Vòng hoa cây đông thanh định treo lễ Giáng sinh đã chuẩn bị xong chưa? OMG, cô còn phải trở về trang trí cây Noel. Còn nữa, không biết tần nhiên hãm hại công ty thành dạng gì rồi. Nỗi nhớ nhà một khi bị người khơi gợi lên, sẽ nhanh chóng đến mức lạ thường. Duy nhất hơi không thể chờ đợi, ông xã. Về nhà đi. Ngày mai chúng ta sẽ về nhà. Lãnh Ngạn sờ sờ mũi cô, thật là tâm tính trẻ con. Vừa rồi còn rất lưu luyến nơi này. Duy nhất hít mũi, em nhớ mùi vị mùa đông ở nhà. Mùi vị mùa đông? Là mùi vị gì? Lãnh Ngạn cảm thấy buồn cười, mùa cũng có mùi vị sao? Duy nhất nghiêng đầu suy nghĩ một chút, chính là bên ngoài lạnh rất lạnh, mà trong nhà, em ở trong lòng anh hưởng thụ mùi vị ấm áp, là mùi của anh, mùi chăn dày, mùi lò lửa còn mùi cái lẩu anh làm còn có rất nhiều rất nhiều tóm lại là bên ngoài không cảm nhận được mùi vị lãnh ngạn cười cười cái này chính là mùi vị của cuộc sống sáng sớm gió biển mang theo vị mặn quen thuộc bay vào sông cửa sổ chung gió len ken, trước sau như một kêu tỉnh duy nhất ngủ say trong chăn duỗi lưng một cái Cảm thấy trong không khí nhiều thêm hơi thở xa lạ nhàn nhạt, nhạt, hít hít mũi, hình như là mùi đông thanh thơm ngát. Theo thói quen áp lại gần tường thịt ấm áp bên cạnh, lại gần trống không, sớm như vậy đi đâu? Sờ sờ cái bụng càng ngày càng lớn, khó khăn rời giường, cô thật nghi ngờ khi mình sắp đến ngày sinh, có phải còn có thể di chuyển được bình thường. Bảo bối. Các con ngược lại mỗi ngày an toàn ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, giống như heo nhỏ lớn lên có biết mẹ đứng đã không thấy chân mình rồi không cô kiêu ngạo vuốt ve cái bụng cực lớn của mình mặt đối diện nói chuyện với hai nhóc mỗi ngày cô đều nói chuyện với hai nhóc mà con heo nhỏ bên trong hình như có thể nghe hiểu lời cô nói rất sĩ diện mà thưởng đá cô mấy cái tỏ vẻ chúng nghe được lời cô cô ôm bụng cười ha ha không ngừng heo nhỏ thật đúng là dùng sức lãnh ngạn đột nhiên thò đầu vào xem xét hiện ra khuôn mặt tươi cười thật lớn heo mẹ rời giường. Ai là heo mẹ? Duy nhất nhăn mặt, không chấp nhận tên mới này. Em gọi cục cưng của anh là heo nhỏ, vậy em không phải là heo mẹ sao? Lãnh ngạn đi vào phòng định ôm cô. Lại bị bụng to của cô cản lại. Lãnh ngạn bẹt môi, dáng vẻ rất đáng thương, heo cục cưng, các con chiếm mẹ lâu quá. Cha đã lâu không ôm mẹ thật chặt. Duy nhất bật cười, bây giờ anh chính là heo cha rồi thật sao chúng ta xem ai giống heo nhiều hơn anh rất đáng đánh đòn mà dùng hình thể hoàng mỹ to lớn của mình tiến hành so sánh với thân thể sưng vù của cô hơn nữa cười hả hê nếu như em tiếp tục mập lên mập đến mức anh ôm không nổi anh sẽ không cần em anh dám duy nhất trợn tròn mắt đẹp em coi như lên cân cũng là võ tắc thiên triều đường được gọi là đẩy đà anh là nam sủng của em nam sủng có quyền lựa chọn chủ nhân sao chỉ có em không muốn anh có phải anh muốn ngủ võng rồi không cái gì lúc duy nhất nổi nóng lãnh ngạn ngay cả phòng khách cũng không được ngủ cũng may trong vườn hoa có võng mặc dù mùa đông nơi này không lạnh nhưng gió biển buổi tối thổ lắc lư một buổi tối phía trên vẫn không tốt lãnh ngạn cười nịnh hót anh đương nhiên không dám nói đùa sao bà xã bệ hạ đi xem lễ giáng sinh anh chuẩn bị cho em đi duy nhất dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh anh cười hì hì đẩy cô ra bên cạnh cửa sổ cô nhìn ra ngoài chỉ thấy trong vườn hoa trên bờ biển chung quanh hoàn toàn trắng xóa chẳng lẽ mùa đông nơi này cũng có tuyết sao làm cho cô vui mừng nhất chính là chính giữa vườn hoa có bốn người tuyết hai lớn hai nhỏ không biết trong vườn hoa trồng rất nhiều cây tuyết tùng từ khi nào phía trên treo đầy quà tặng bà xã thích không chúng ta và lãnh tâm lãnh vĩ của chúng ta. Lãnh ngạn ôm lấy duy nhất của anh từ phía sau. Duy nhất vừa nghe cái tên này, lập tức cười lớn, không phải chứ. Ông xã. Anh thật sự muốn gọi tên này à? Không tốt đâu. Lãnh tâm lãnh vĩ, là lạ, lúc lớn lên các bạn học sẽ cười. Đứa bé sẽ oán trình độ dở của anh. Lãnh ngạn hiếp mắt, nụ cười quyến rũ không ngờ hiện lên nếu như chúng dám nửa câu nói nhảm anh sẽ cho chúng biết tên này do người mẹ ngốc nghếch vô cùng xinh đẹp khi theo đuổi cha đã lấy cho nhưng trong lòng thầm nghĩ nguy hiểm thật cuối cùng cô nhóc đã quên chuyện muốn đứa nhỏ theo họ mình cái gì em theo đuổi anh em ngốc nghếch duy nhất nghẹn họng nhìn anh trân trối tiếp theo trên mặt mây đen cuồn cuộn mưa rào có sấm chất chuẩn bị cùng tiến đến lãnh ngạn ừ. Nói còn chưa dứt lời, đã bị lãnh ngạn bịt chặt môi, dịu dàng truyền miên đến cực hạn khiến cho lửa giận của Duy Nhất tan rã trong yên lặng, cho đến khi anh rời khỏi cánh môi cô. Cô vẫn luôn dựa nghiêng trên vai anh, vẫn say mê. "Bà xã, anh yêu em." Lãnh ngạn hạ thấp giọng, dịu dàng nói, trong giọng nói tràn đầy vẻ hấp dẫn cuốn hút, mặc dù em rất ngốc nghếch, anh cũng không chê em. Nửa câu đầu khiến Duy Nhất nhắm mắt lại thưởng thức dư vị. Nhưng nửa câu sau vừa ra, cô đột nhiên tỉnh ngộ, mặt lập tức biến sắc, Lãnh Ngạn đã chạy xuống lầu, cười to, "Bà xã, mau xuống đây mở quà." Duy nhất dở khóc dở cười, núi băng này ham chơi từ khi nào vậy? Theo anh đi đến vườn hoa, cô mới phát hiện, thì ra tuyết này đều là giả, người tuyết cũng là giả, nhưng quà trên tuyết tùng lại là thật. Cô giẫm nát sốt trên đất tuyết, mừng rỡ không thôi, "Ông xã, đây là anh làm sao?" Đúng vậy. Lãnh nhạn đi tới đỡ cô, anh nhớ có người nói rất muốn qua một lễ giáng sinh màu trắng, chỉ tiếc nơi này của chúng ta cho tới bây giờ vẫn không đổ tuyết. Năm đó Võ Tắc Thiên ra lệnh một tiếng, mẫu đơn toàn bộ thành Lạc Dương nở hoa trong mùa đông, hiện giờ nữ vương của anh ra lệnh một tiếng, anh làm cho đất này phủ kín bông tuyết. Anh nửa đêm dậy làm đó, nữ vương có hài lòng không? Ông xã. Duy nhất cảm động đến khẽ rơi lệ cô chỉ trên đường từ Hy Lạp về thuận miệng nói những lời này. Lãnh ngạn coi như là thật. Cảm động nhanh như vậy. Lãnh ngạn cười thần bí, lấy một bó hoa cắt cánh dấu sau lưng ra, điều thứ hai của hiệp nghị, mỗi thứ sáu tặng quà cho duy nhất, còn phải thường xuyên tặng hoa, duy nhất nói cô thích nhất hoa cắt cánh, bởi vì hoa cắt cánh biểu tượng cho tình yêu vĩnh hằng, cho nên, bảo bối, tiếp nhận tình yêu vĩnh hằng của anh đi mùi thơm ngát của hoa cắt cánh chui vào mũi cô chuyện cũ như tạc cảm động thổn thức cô nhẹ nhàng đấm lên bả vai lãnh ngạn sao anh trở nên đáng ghét như vậy hại em cảm động muốn khóc đứa ngốc cảm động cũng khóc đau lòng cũng khóc sao càng ngày càng nhỏ bé đừng chờ sau khi sinh lãnh tâm lãnh phỉ bị bọn nhỏ cười tay hơi thô ráp của anh lau nước mắt cho cô duy nhất thẹn thùng cọ cọ lên áo khoác của anh, tiện thể lau nước mắt lên quần áo anh, anh còn có gì bất ngờ cho em. Lãnh ngạn nhìn động tác lau nước mắt kinh điển của cô, âm thầm lắc đầu, tật xấu này không đổi được. Nhưng chỉ cưng chiều cười một tiếng, kéo cô đến bên cây tuyết tùng, mỗi một món quà treo trên cây thông Noel đều tự tay anh treo lên, tổng cộng có 365 món, mỗi ngày em đến gỡ xuống một, đợi Giáng sinh sang năm, anh lại treo 365 món lên. Mỗi một món quà đều không giống nhau sao? Duy nhất sợ Hải Than thở. Em lấy xuống nhìn xem sao. Lãnh Ngạn thừa nước đục thả câu không nói. Duy nhất giận lườm anh, gỡ quà tặng gần mình nhất xuống, mở hộp bao bọc tinh xảo ra, bên trong là kim cài áo hình bông tuyết, khảm đầy kim cương. Đây là kim cương Nam Phi, sáng sớm hôm nay chuyển bằng máy bay đến. Lãnh Ngạn ôm lấy cô từ phía sau giải thích, để cho anh buồn bực chính là Hiện giờ chỉ có thể ôm cô từ phía sau mới có thể hoàn toàn dán chung một chỗ với cô. Duy nhất đột nhiên nhớ tới tối ngày hôm qua, Lãnh Ngạn hỏi cô muốn quà giáng sinh gì, cô nửa đùa nói, muốn một bông tuyết từ Nam Phi. Không ngờ Lãnh Ngạn lại tưởng thật. Còn vận chuyển hàng không một bông tuyết kim cương, anh nhất định điên rồi. Ngạn. Cô nghiêng đầu, mặt của anh vừa vặn đặt trên vai cô, không nhịn được hôn lên môi anh một cái cảm động không cách nào dùng từ ngữ để miêu tả, ngạn, anh điên rồi. Anh sẽ làm hư em đấy. Anh bằng lòng. Bà xã. Anh bằng lòng cưng chiều em. Bằng lòng điên khùng vì em. Anh vô cùng không hài lòng với nụ hôn như chuồng chuồng lướt nước, nước của cô, đuổi theo dây dưa hồi lâu mới buông ra, điều khoản hiệp ước thứ ba, muốn thường xuyên nói anh yêu em với duy nhất. Cho nên, bà xã, anh yêu em trong lòng duy nhất như lọ mật bị đổ. Ngoài miệng vẫn trách cứ, ba hoa. Bây giờ nhớ rõ ràng như vậy, sao lúc trước muốn xé nát? Lãnh ngạn sửng sốt, đột nhiên vui vẻ càng sâu, vấn đề nho nhỏ như vậy sao có thể làm khó hồ ly lõi đời lăn lộn trên thương trường nhiều năm? Bảo bối, anh xé hiệp ước vì anh đã ghi tạc nó trong lòng rồi, từng câu từng chữ duy nhất nói anh đều ghi tạc trong lòng, mục tiêu cuối cùng của cả đời anh chính là thực hiện từng nguyện vọng của duy nhất em duy nhất kinh ngạc nhìn anh anh có đúng là lãnh ngạn chồng em không vậy hay là con heo các tường kia để thứ gì xuyên không đến người anh rồi hả sao miệng lưỡi càng ngày càng trơn tru cô suy nghĩ khụ khụ câu này chỉ do các tường thêm vào bên ngoài bỏ đi lễ giáng sinh mà vui vẻ chút em không biết lãng mạn trở về phòng ăn đi Lãnh Ngạn bị cô tức giận đến dương mắt nhìn. "À không, em còn chưa mở quà tặng ngày mai đâu. Em muốn mở trước." Duy nhất vung tay, cố gắng thoát khỏi móng vuốt ma quỷ của anh. "Không được. Mỗi ngày mở một cái. Hôm nay còn chưa uống sữa tươi nhỉ." Em lại không nghe lời. Một cái vỗ nhẹ rơi lên mông cô. "Này, hôm nay là lễ giáng sinh anh cũng đánh em." Cô lớn tiếng chống lại em sẽ nói cho anh cả anh ức hiếp em anh cả hôm nay sẽ không tới người nào đó cười vì thực hiện được âm mưu tại sao bọn họ chơi xấu quấy rầy trăng mật của chúng ta hôm nay vẫn là hai chúng ta một thế giới lễ giáng sinh cho nên cuối cùng có thể thưởng thức tốt thế giới hai người chúng ta lãnh ngạn hiển nhiên tràn đầy thấp thỏm chờ mong với thế giới hai người trong mắt đã lộ ra ánh sáng vui vẻ Điện thoại đột nhiên vang lên, vang lên thật đúng lúc. Lãnh Ngạn mở ra nghe, "Đình Ân à?" "Merry Christmas." "Hả? Cái gì? Anh đã tới lễ giáng sinh. Anh muốn phát triển chi nhánh nhà máy ở đây. Kể từ nay ở nhà tôi không đi." Mi Migot. Chuyện ngày 29 tháng 2. Hôm nay là sinh nhật tôi, cũng là ngày kỷ niệm tôi và Lãnh Ngạn biết nhau 4 năm tròn." duy nhất lấy nhật ký ra ghi những lời này, 4 năm, đã xảy ra rất nhiều chuyện, thứ muốn ghi cũng rất nhiều, nhưng mà, chuyện cũ như cuộn phim nhớ lại từng cái trong đầu, lại không biết viết sao. Có lẽ vì ngôn từ của cô quá nghèo nàn, có lẽ, không phải một chữ một câu có thể hình dung trăm vị đời người, cuối cùng, cô chỉ viết xuống một câu, biết lãnh ngạn, là chuyện hạnh phúc nhất đời này của tôi. Ngọt ngào trong lòng tràn ra từng chút một, cuối cùng che kín lồng ngực, bò lên khóe mắt, bay lên đuôi chân mày, tràn đầy khóe miệng, có người nói, người phụ nữ hạnh phúc có thể nhìn ra được từ trên mặt. Duy nhất giờ phút này, chính là khắc họa như vậy. Sắc trời còn chưa sáng rõ, ngoài cửa sổ vẫn mông lung, duy nhất cười thầm than mình vốn tham ngủ hôm nay quá kích động, rõ ràng sớm như vậy đã rời giường. Quay đầu lại, lãnh ngạn và lãnh tâm lãnh vĩ vẫn còn ngủ say sưa, kiêu ngạo và tự đắc tự nhiên sinh ra, ông xã như vậy, đứa nhỏ như vậy nhà như vậy, cuộc sống như vậy còn đòi hỏi gì hơn. Đột nhiên chăn trên giường nhỏ xô lại, có âm thanh rất nhỏ phát ra âm tiết đơn giản, cha. 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 Duy nhất cười thầm, đây chính là công lao của cô, trước dậy cục cưng gọi cha cha, sau đó hễ là buổi tối cục cưng muốn uống sữa tươi. Hay chuyện đi tiểu, có thể ngang nhiên công khai mà đá lãnh ngạn, bảo bối rõ ràng kêu anh nhìn lãnh ngạn không thể làm gì khác hơn là hạnh phúc vô biên rời giường, cô như tên trộm cười một tiếng, tiếp tục gối cao đầu ngủ. Dần dần, như vậy tự nhiên tạo thành xu hướng tâm lý bình thường, mặc dù bé cưng sắp một tuổi đã nói từ đơn khá hơn, nhưng buổi tối nhất định gọi cha. Cha cha. Cha cha. Thân thể nho nhỏ còn đang vặn vẹo, duy nhất cười khẽ một tiếng, tiến lên ôm lấy cục cưng, thì ra là lãnh tâm bé nhỏ tỉnh. Lãnh Tâm là con trai bảo bối của bọn họ, cũng là anh trai, ra ngoài sớm hơn em gái Lãnh phỉ 5 phút. Duy nhất hôn lên khuôn mặt mềm mại của bé, "Bảo bối, con cũng không ngủ được giống mẹ sao?" "Được, vậy nói chuyện với mẹ đi." A. À. Lãnh Tâm bé nhỏ lại nở nụ cười làm cho người ta động lòng, phát ra âm tiết đơn. Duy nhất bị chọc cười, con có thể nghe hiểu lời mẹ nói sao Bảo bối? Thật biết nghe lời con biết vì sao con tên lãnh tâm không? Tên này không hay đừng trách mẹ, là người cha không có tiêu chuẩn của con lấy cho con đấy. Hừ. Cô muốn tẩy não cho đứa nhỏ trước lãnh ngạn, đừng cho rằng cái tên có thể khiến đứa nhỏ xấu hổ cả đời này do cô lấy. Bảo bối. Thật ra thì, đều tại họ của cha không hay. Họ lãnh kia thì tên lãnh ngạn nghe còn dễ một chút, nhưng hết lần này tới lần khác bị người cha vô liêm sĩ của con chiếm đoạt trước cho mình. Bảo Bối, đừng trách mẹ. Vốn mẹ quyết định lấy họ Doãn hoặc họ Nhiễm cho con, đều dễ nghe hơn họ Lãnh, nhưng mà, mẹ biết cha con muốn người nối nghiệp cho nhà họ Lãnh đã lâu rồi, cho nên phải bức tức con. Chịu bức tức này, nhưng mà cả đời, mẹ vẫn thương Bảo Bối. Thật ra Lãnh Ngạn đã sớm tỉnh lại, vẫn luôn nghe Duy Nhất ở đó nói nhảm, khi nghe Duy Nhất đánh giá dòng họ của mình thì chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười anh không chút nghi ngờ cuộc sống của mình mang theo ba đứa nhỏ. Nhưng mà, câu cuối cùng của Duy nhất lại là câu anh chưa từng nghĩ đến, thì ra bà xã không ngốc như vậy, gì cũng biết, lại giả vờ không biết gì với anh. Cô gái thật khờ. Anh chịu hết nỗi cưng chiều trách cứ. Anh đã tỉnh. Em đánh thức anh. Duy nhất hơi đau lòng. Đương nhiên. Anh ở trong mộng cũng cảm thấy lỗ tai nóng lên, nghĩ ai đang nói xấu anh rồi hóa ra là bà già nói lãm nhảm. Lãnh ngạn không mặc quần áo, cuối người hôn khuôn mặt nhỏ ửng hồng của lãnh phỉ trong giường nhỏ bên cạnh. Duy nhất nhìn cảnh này lại cong môi lên. Lãnh ngạn ngoái đầu nhìn lại, phát hiện cô không vui, không nhịn được cười một tiếng. Ăn giấm của con gái. Duy nhất ôm con trai xoay lưng về phía anh, anh yêu con gái hơn yêu em. Anh ghét bỏ em già rồi. Lãnh ngạn không nói gì, cười ha ha, đi lên phía trước ôm cả cô và con trai vào trong ngực, cô gái ngốc. Em già. Anh còn già hơn em nhiều. Duy nhất không vui mừng nhíu mũi, nào có. Bọn họ đều nói phụ nữ trưởng thành nhanh hơn đàn ông. Anh nhìn anh xem, 4 năm rồi, vẫn giống như lần đầu tiên em nhìn thấy anh. Thì ra quá đẹp trai cũng là một cái tội. Lãnh ngạn tự kỷ. Vậy, em nói làm sao bây giờ? làm sao để cho anh già nhanh một chút. Lần đầu tiên lãnh ngạn cảm thấy kìm lư kỹ cùng, một. Anh là heo. Duy nhất trừng mắt liếc anh, người khác muốn trẻ, anh muốn già. Anh chỉ muốn bảo bối của anh vui vẻ. Lãnh ngạn cà cà mũi cô. Ngón tay anh mang theo ấm áp khiến cho người ta cảm động, sau khi rời đi, trên mũi duy nhất còn giữ lại nhiệt độ của anh, cô thoải mái, giống như tất cả phụ nữ ngốc nghếch khác hỏi, ông xã một ngày nào đó em sẽ già thay đổi anh còn có thể yêu em sao lãnh ngạn ngồi xuống trái ghế bên cạnh cửa sổ tiện thể kéo bà xã và con trai ngồi lên đùi anh bà xã em đã quên sao ba năm trước anh đã từng nói với em anh muốn nhìn em trở nên già đi cỡ nào chẳng lẽ em không biết có thể nhìn thấy nhau già đi là hạnh phúc lớn nhất trên thế giới duy nhất lặp lại cẩn thận những lời này trong lòng vô cùng xúc động chân trời, mặt trời đỏ rực nhảy ra khỏi chân trời, một ngày mới tinh lại bắt đầu. Bà xã, sinh nhật vui vẻ. Lãnh ngạn triền miên trên môi cô không thôi. Hai người sắp chìm đắm, lãnh tâm trong ngực bắt đầu chống lại, bật khóc thét lên. Duy nhất vội vàng rời khỏi ngực lãnh ngạn, chỉ huy anh, cục cưng đói bụng, anh đi rót sữa tươi nhanh lên. Lãnh ngạn rất không vui, buồn cười, lần nào cũng làm hư chuyện tốt của anh anh còn chưa ăn no đâu em ngược lại đói trước rồi duy nhất đỏ mặt lên anh nói mò cái gì đó đi nhanh đi đi thì đi lần sau đừng trách buổi sáng anh không hôn em đó lãnh ngạn đi ra đến cửa vẫn không quên bồi thêm một câu em có sao còn không mau đi mặt duy nhất đỏ ửng lần nữa túm lấy gối ném về phía anh trên hành lang quanh quẩn tiếng cười đắc ý của lãnh ngạn bởi vì duy nhất sinh ra từ gia đình nhỏ không hoàn chỉnh, cho nên có yêu cầu hết sức cố chấp với tình thương của cha và mẹ, vì thế kiên trì tự mình nuôi con. Kể từ khi có đứa bé, buổi sáng của hai người luôn bận rộn. Cuối cùng sắp xếp ổn thỏa cho hai cục cưng đáng yêu xinh xắn đẹp đẽ xong. Hai vợ chồng son lại dẫn hai cục cưng vào trong vườn hoa phơi nắng. Bà xã, sinh nhật tổ chức ra sao? Đây chính là lễ lớn, 4 năm một lần lãnh ngạn nhìn duy nhất hái quà ở cây thông Noel. Không cần ăn mừng, một nhà chúng ta ăn bữa cơm là được, em thích như vậy. Duy nhất mở hộp quà, bên trong là móc chìa khóa thủy tinh đơn giản, chạm khắc bức hình sau khi hai người bọn họ già đi. Duy nhất nhíu mày, đây không phải là ảnh chúng ta chụp ba năm trước sao? Lãnh ngạn mỉm cười gật đầu, bà xã, quà sinh nhật này rất rẻ, không đáng tiền. Không bây giờ duy nhất hoàn toàn hiểu được ý của lãnh ngạn. Tựa vào trong lòng anh, đây là món quà quý báu nhất em nhận được. Ông xã, cảm ơn anh. Dưới ánh mặt trời, trên cỏ, dần chiếu xuống hai bóng hình lồng lên nhau, mà trên xe nôi trong vườn hoa, hai nhóc con ngậm ngón tay, nhìn cha mẹ chúng mà cười hì hì ngây ngô. Đột nhiên, chung quanh vang lên tiếng động lớn xôn xao, wow. Đang làm gì vậy? Chương trình thực tế sao? nhanh chực! Một vô hình đáng giá. Duy nhất hoảng hốt rời khỏi ngực lãnh ngạn, đỏ mặt nhìn lại, hóa ra là đám người doãn tiêu trác đã quấy phá tuần trăng mật của bọn họ, nhìn dáng vẻ bây giờ, lãnh dực và phỉ nhi, doãn tự nhiên và rusa cũng rất hạnh phúc rồi. Rusa cũng đã mang thai, ưỡng bụng kéo cánh tay doãn tự nhiên cười đến ánh nắng rực sáng. Mấy nhóc đoá nhi thiên ân vừa xuống xe lập tức nhào về phía lãnh tâm lãnh phỉ, gọi em trai em gái loạn lên, quan hệ mấy anh em này thật phức tạp. Làm cho mọi người kinh ngạc chính là, tần nhiên lại dẫn công nhân viên công ty mặt toa tới. Sao mọi người đều biết? Duy nhất ngoài ngạc nhiên cũng cảm thấy hơi kỳ quái. Ông xã nhà em đó, đã sớm thông báo rộng rãi rồi. Tần nhiên giao một phần quà tặng cho cô, tổng giám đốc, nhớ rõ 4 năm trước, em nói trong đời em anh là người đầu tiên tặng quà sinh nhật cho em. Hy vọng hôm nay anh vẫn là người đầu tiên. Cảm ơn. Duy nhất vừa nhận quà tặng, thì cảm giác phía sau giống như có cơn gió lạnh thổi tới, không cần phải nói, nhất định là căn bệnh núi băng của người nào đó lại tái phát. Quả nhiên, cánh tay siết chặt, cô bị anh kéo về, hai hàng chân mày của anh nhíu chặt lại, hồi lâu vẫn không thấy nổi giận hiện lên trong mắt anh, giữa hai người còn có chuyện này. Sao anh không biết? Này, anh nói bậy bạ gì vậy? Em và Tần Nhiên duy nhất vội giải thích. Câm miệng. Lãnh ngạn hung dữ gầm lên, tần nhiên, cậu nhớ kỹ cho tôi, cậu là nhân viên kỳ thịnh, không cần mỗi ngày vui vẻ quên cả trời đất ở mặt toa. Bắt đầu từ ngày mai quay về kỳ thịnh làm. Không cần cậu quan tâm đến mặt toa nữa. Tần nhiên rất ấm ức nhưng không nói gì, lúc trước bắt buộc anh đi mặt toa là lãnh ngạn, hiện giờ túng anh lại cũng là lãnh ngạn, ông chủ thì ông chủ. Này! nhưng mà duy nhất lo lắng tần nhiên đi rồi một mình cô không xử lý được công việc ở công ty mặt toa không có nhân nhị gì hết lãnh ngạn thô bạo quát cắt đứt lời cô kéo cánh tay cô đi về đều vào đi tần nhiên mang mấy đứa nhóc vào trong vườn hoa quanh quẩn tiếng lên án của duy nhất a à, bảo quân chuyên chế độc tài buông em xuống anh biết rõ mặc dù ở trước mặt anh bà xã vĩnh viễn là đứa nhỏ chưa trưởng thành nhưng mà ở công ty đã được tôi luyện thành nữ tổng giám đốc quyết đoán ưu tú hoàn toàn có thể độc chiếm một phương còn tần nhiên anh tin tưởng bà xã của anh sẽ không phản bội anh nhưng mà nghĩ đến tần nhiên lại chiếm được một lần đầu tiên trong sinh mệnh của duy nhất sao lại khó chịu như vậy tần nhiên cười khổ lắc đầu tại sao lại là mình màn đêm buông xuống tiệc sinh nhật của duy nhất cuối cùng bắt đầu lãnh ngạn tự mình đẩy bánh ngọt, hát sinh nhật đi ra, yên ổn đứng trước mặt duy nhất, tình cảm nồng nàng mỉm cười. Bà xã, cầu nguyện đi. Duy nhất nhắm mắt lại, lẩm nhẩm trong lòng. Sau đó, cùng lãnh ngạn một hơi thổi tắt nến. Trong tiếng hoang hô, lãnh ngạn nhỏ giọng hỏi cô, bà xã, ước gì vậy? Không nói cho anh. Duy nhất cong môi lên. Lãnh ngạn cười ha ha, nói nhỏ bên tai cô, bây giờ không nói. Buổi tối em sẽ nói." Duy nhất đỏ mặt lên, nhéo ngang hông anh một cái, "Anh nói mò gì vậy?" "Nhiều người thế." "Vậy có liên quan gì?" "Đây là bình thường mà. Không có chuyện ngược lại chồng em không bình thường. Anh còn muốn sinh cho Lãnh Tâm Lãnh Phỉ một cặp em trai em gái sinh đôi nữa." Anh phun khí nóng vào cổ cô, tê dại nhanh chóng nổi lên trên da. Cô che cổ, mặt nóng bỏng, ngừng ngừng, "Anh càng nói càng quá rồi." này, vợ chồng hai người đang thầm thì cái gì vậy? Cho tới bây giờ Doãn Tiêu Trác cũng không bỏ qua cho bất kỳ cơ hội trêu cực bọn họ. Nếu âm thầm nói còn hỏi. Lãnh ngạn không thèm câu nệ đáp lễ. Con biết. Nhất định là nói nguyện vọng của mẹ nuôi. Đóa nhi giơ tay thật cao. Duy nhất véo mũi con bé, con nhóc này. Con biết nguyện vọng của mẹ nuôi là gì sao? Có ai mà không biết chứ? mỗi lần mẹ của con ước nguyện, đều giống như các mẹ vậy, lỗi thời rồi. Ánh mắt đoá nhi rất kinh thường khiến cho người lớn cảm thấy rất thất bại. Vậy con nói, mẹ nuôi ước cái gì? Lãnh ngạn không khỏi cười hỏi. Không phải ước hạnh phúc sao? Nguyện mình và ông xã, đứa nhỏ vĩnh viễn hạnh phúc một chỗ, ước mỗi người đều trải qua thời gian hạnh phúc. Đoá nhi học giọng điệu tư lam. Quả nhiên là như vậy duy nhất bật cười, toàn bộ mọi người đều cười ngất rồi. Cô gái trẻ tuổi nhất công ty mặt toa đột nhiên hỏi, tổng giám đốc, đều nói nhiễm tổng và lãnh tổng luôn là hình mẫu vợ chồng hạnh phúc, đây với ngài mà nói, cái gì là hạnh phúc? Đúng vậy, mẹ nuôi, hạnh phúc rốt cuộc là gì? Đóa nhi cũng nháy mắt. Duy nhất và lãnh ngạn nhìn nhau chăm chú. Tôi nghĩ, hạnh phúc chính là, ở tuổi thanh xuân đẹp nhất trong cuộc đời tôi, giao mình cho anh, mà đi đến cuối cùng, anh luôn ở bên cạnh tôi. Hạnh phúc tồn tại, tồn tại trong từng giai đoạn trong sinh mạng của mỗi người, từ gặp nhau ban đầu đến cuối cùng già đi, chúng ta vẫn luôn. Nhận thức này khắc sâu làm sao với lãnh ngạn và duy nhất. Đối mặt với ánh mắt chân tình bắt đầu tuôn ra của duy nhất, lãnh ngạn cảm động trong lòng, trời cao sao thương anh, để cho anh có được người phụ nữ trước mắt. Cô từ ban đầu hoa nở, gần nhau đến già đi, cả đời này có cô chỉ có cô không đòi hỏi bà xã hạnh phúc vĩnh viễn thuộc về chúng ta anh ôm cô vào lòng ánh mắt long lanh khó kìm nén mình cúi đầu chặn môi cô không hề bận tâm đến hình tượng của anh không hề để ý đến bạn xấu sẽ cười nhạo anh chỉ muốn hung hăng hung hăng yêu người phụ nữ trước mắt này một kiềm lư kỹ cùng dùng hết bài dùng hết kỹ năng rồi điển tích trong đất kiềm tên gọi khác của tỉnh Quế Châu, Trung Hoa, vốn không có lừa, có người thích lắm chuyện dùng thuyền chở một con lừa vào đất kìm. Sau khi chở đến nơi lại thấy chẳng có tác dụng gì nên bỏ mặt nó dưới chân núi. Hổ nhìn thấy nó, chưa bao giờ gặp lừa, là động vật to lớn như vậy nên tưởng nó rất thần kỳ. Hổ bèn nấp trong rừng lén quan sát nó. Sau đó hổ từ từ tiếp cận nó vô cùng cẩn thận. Một ngày, con lừa kêu dài một tiếng, hổ cho rằng nó sắp cắn mình, sợ quá bỏ chạy thật xa. Nhưng khi hổ thường xuyên quay lại quan sát nó lại cảm thấy con lừa không có bản lĩnh đặc thù gì, dần dần quen với tiếng kêu của nó. Từ đó hổ lại lượn lờ phía trước phía sau nhưng vẫn không dám đánh nhau với con lừa. Dần dần hổ cũng đến gần con lừa, thái độ cũng tùy tiện hơn, đi sát vào, khuyết người khiêu khích nó. Con lừa vô cùng tức giận, dùng chân đá hổ. Hổ vì việc này mà vui mừng, thầm nghĩ, bản lĩnh con này, con lừa, cũng chỉ có vậy mà thôi. Thế là hổ nhảy phốc tới, gầm lên, cắn đứt họng con lừa rồi ăn thịt. Về sau người ta đem chuyện con lừa ở đất kiềm bị hổ thịt biến thành câu kiềm lư kỹ cùng, chỉ người chỉ có chút ít bản lĩnh đã khoe khoang đồng thời cũng muốn nói, phải dũng cảm chấp lấy thời cơ, không để kẻ địch dọa dẫm. Ánh đèn rực rỡ lộng lẫy. Nhưng mà, không che giấu được sáng chói của anh. Anh vừa ra trường, chính là mục tiêu chú ý, lễ phục nam màu xanh lam đậm, nơ màu xanh lam nhạt, ngực có huy hiệu màu bạc, chói mắt làm cho người khác ghen ghét. Là anh, tại sao là anh? Chẳng lẽ trên đời thật sự có người như anh? Hai mắt cô đau đớn, rất muốn nhìn rõ hoa văn huy hiệu, quá xa. Bạn trai mới của cô gái nhà giàu tề giai vũ, nghe nói địa vị rất lớn. Sao? Cậu có hứng thù? Bạn thân ngãi đang đang cười khẽ bên tai cô. Tề Gia Vũ. Hoa hậu giảng đường. Bình hoa ngực to mà không có não. Đẳng cấp của anh chỉ có giới hạn như vậy. Cô cười nhạt, truyền thuyết tất cả party đều là thiên hạ của Tề Gia Vũ, kể cả party tốt nghiệp tối nay, chỉ có điều, chưa hẳn. Không thể tưởng tượng chuyện đã xảy ra. Ngay sau đó, chân của cô đột nhiên không nghe theo sai khiến, suy nghĩ của cô dường như cũng không thuộc về cô. Mặc cho đang đang ở phía sau kêu gọi ra sao, cô lại như bị trúng ma, đi thẳng về phía người đàn ông đó. Cô xác định 100%, bản thân mình cũng không muốn làm vậy. Đám người tự động mở đường, gió đêm nhẹ nâng, lay động tóc bay, cô đón gió mỉm cười. Ánh mắt của anh đông lại trên mặt cô, cầm dương nhẹ, hai mắt nhắm lại, khinh thường và coi thường từ trong ánh mắt trút ra, đủ để đóng băng cô. Đình Ân nhẹ nhàng dịu dàng gọi bật ra từ giữa hàm răng cô, tự nhiên như vậy, tự nhiên mà giống như đã gọi nhiều năm. Cô hoảng hốt, cô thề, trước đó cô tuyệt đối không biết tên anh. Anh cũng kinh ngạc, nhưng chỉ hiện gợn sóng trong mắt, tiếp theo cười nhạt, tiểu thư, tôi biết cô sao. Nhưng mà tôi biết anh. Gặp quỷ. Cô biết anh từ bao giờ? Miệng của cô hay không phải của cô? Tại sao phải nói như vậy? Hả? anh càng cười đến dễ cật thêm, phụ nữ chủ động ôm ấp yêu thương như vậy nhiều vô số kể, mình đã sớm không thấy lạ. Nhưng mà, anh kinh bỉ. Cô rõ ràng cười đến sáng chói lọi, anh rùng mình trong lòng, cười như vậy. Cười như vậy, chỉ có cô ấy mới có. Đau, lan tràn. Cô ấy đã chết rồi. Đã chết rồi. Ai cũng không được nhắc lại anh. Ánh mắt trở nên sắc bén trong nháy mắt nụ cười quyến rũ mờ ám tràn ra trên môi, như vậy, bây giờ tiểu thư muốn đi làm cùng tôi sao? Ra cái giá. Một đêm của cô muốn bao nhiêu? Đình ân. Hoa khôi giảng đường bên cạnh anh đã sớm tức giận đến ngực phập phòng. Anh xua tay, đường công kiên nghị trên khuôn mặt tuấn tú bao phủ lạnh lẽo, hô hấp của hoa khôi giảng đường trở nên cẩn thận. Cô tên là gì? Anh lỗ mãn xoa mặt cô, mắt nhìn vào ánh mắt cô, như một vị vua. Hạ Thiên Chết tiệt Hôm nay cô thật sự gặp quỷ. Biết rõ muốn gạt tay anh ra, cho anh thêm cái tát, nhưng cô vẫn cười đến dịu dàng như nắng. Ha ha ha, cam on, baby. Anh huyết sáo vang dội. Xoay người trong nháy mắt, cô nhìn rõ ảnh đại diện là một baby trên huy hiệu của anh. Cái này, mình, thật sự không xứng. Anh ngẩng đầu bước về phía trước, như tượng gỗ ngoái đầu lại, cô quả nhiên theo sát phía sau ở sau lưng cô còn có tề dai vũ ngực to không não nụ cười trào phúng lập tức lóe lên anh cố ý làm khó cô dừng lại trước một chiếc mô tô phân khối lớn chìa khóa kéo lê ra vòng cung màu sáng bạc trên không trung chuẩn xác không sai rơi vào trong ngực anh bạn chủ mô tô anh cực kỳ kiêu ngạo chỉ vào xe nổi tiếng sang trọng cách đó không xa của mình của tôi đổi với cậu cậu bạn chủ chiếc mô tô hoàn toàn ngây người không linh hoạt mà giao chìa khóa xe mình cho anh, anh cười ha ha, tư thế sải bước cưỡi lên như một con báo. Đình ân, tề giai vũ đuổi theo ra đến, quất ức khẽ rơi lệ. Anh quay đầu, cười đến liều lĩnh, cô cũng muốn cùng chơi. Được, lên xe, thể lực bản thiếu gia hơn người. Ha ha ha, tề giai vũ hận đến nghiến răng, chạm mạnh vào cô, vượt lên trước ngồi lên chỗ ngồi phía sau trên mô tô baby đi lên anh chỉ vào vị trí trước ngực cười đến lỗ mãn cô cắn trắng môi cởi chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay vô danh ngẩng đầu lên chuyển sang một cậu bạn chủ chiếc mô tô khác cho tôi mượn xe kim cương trong lòng bàn tay cô lóe lên tia sáng chói mắt cậu bạn không chút do dự dùng chìa khóa trong tay đổi chiếc nhẫn của cô không sao đưa cô đi ha 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 thưởng thức tôi thích sau một tiếng gầm rú anh như mũi tên thoát khỏi dây cung bắn ra tiếng cười liều lĩnh và tiếng gầm rú của mô tô chấn động màng nhĩ của cô cô hít sâu một hơi vén làng váy lễ phục chấm đất sải bước lên chiếc mô tô nhìn có vẻ cao nặng hơn cô khởi động xuất phát lưu loát liên tục hoàn toàn không để ý tới khi cô lên xe thì gió nâng làng váy lộ ra màu quần lót gió đêm thổi vù vù bên tai sợ hãi như ác ma sinh sôi cô nhiều nhất chỉ cưỡi xe đạp điện ngựa sắt dũng mãnh như vậy vốn không bị bàn tay nhỏ bé và yếu ớt của cô khống chế một đường mạnh mẽ đâm tới cực kỳ nguy hiểm trời ạ à! cô nhất định đã điên rồi cô muốn dừng xe nhưng vì cái gì lại có một âm thanh khác muốn cô đuổi theo kiên quyết không cô không cần kiên quyết cô sẽ chết đột nhiên ngọn đèn số lượng lớn từ xe đối diện theo tới làm lóa mắt cô a à, tiếng thét chói tai qua đi buông tay xe chui vào bánh xe tải lớn mà cô bay bổng bắn lên ngã mạnh xuống đất làng váy bay bay như con bướm xanh trong bầu trời đêm như thế nào cô không sao chứ anh đảo ngược đầu xe đứng bên cạnh cô cô gái quật cường này rốt cuộc là ai muốn làm gì cô dãy dỗ đứng lên cái gáy đau đớn khó nhịn thò tay sờ đỏ tươi đầy tay Trăng trắng cắn chặt môi dưới, hô hấp hỗn loạn, anh, đó. Rõ ràng là người Trung Quốc, ở địa bàn người Trung Quốc, nói tiếng Nhật gì? Quật cường xoay người, lưu lại bóng lưng rất cứng. Mắt anh chìm sâu, tràn đầy đều là bóng lưng thập khiển của cô, còn nữa, từng giọt từng giọt máu tươi từ đầu cô nhỏ xuống, như hoa mùa hè nở rộ trên lễ phục màu xanh nhạt. Đình Ân. Đình Ân. Sau khi hạ thiên hô to mấy tiếng thì tỉnh lại, mồ hôi đầm đìa. Mệt mỏi giống như vừa trải qua một điệu vang không ngừng không nghỉ. Cô thở hổn hển, lau mồ hôi không ngừng rơi dưới cằm, vẫn đắm chìm trong mộng mị quỷ dị lóa mắt này. Thiên thiên, đình ân là ai? Sao thư sinh trễ vậy còn chạy về? Ba đôi mắt nhìn rõ mọi việc hình như muốn nhìn thông suốt cô. Hạ thiên cúi đầu, che giấu hốc hoảng nơi đáy mắt. Cha là cục trưởng cảnh sát, một chút xíu dấu vết cũng không chạy thoát được ánh mắt của cha nhưng cô không hiểu tại sao mình phải hốt hoảng cô rõ ràng không làm gì sai chỉ là nằm mơ nằm mơ mà thôi trong mộng gặp người đàn ông tên đình ân vài lần thiên thiên con trưởng thành bắt đầu có bí mật nhỏ của mình có nhiều lời cũng không bằng lòng nói với cha rồi thật sao giọng của cha đột nhiên trở nên dịu dàng không có hạ thiên vội vàng giải thích từ nhỏ cô không có mẹ tình cảm với cha vẫn vô cùng tốt là cha con càng là bạn bè cha hạ hiền từ gật đầu vậy thì tốt hy vọng con chính là thiên thiên bé nhỏ của cha tại sao bị thương thư xính nói cho cha con bị ngã vâng hạ thiên chột dạ đáp một tiếng cha hạ không hỏi tới nữa chỉ sâu xa nhìn con gái thiên thiên từ nhỏ con đã không có mẹ cũng may bác sĩ thư vẫn coi con là con gái bây giờ con tốt nghiệp đúng lúc gả cho thư xính rồi bác sĩ thư là mẹ của thư xính, từ nhỏ yêu thương hạ thiên có thừa đã cho rằng hạ thiên là con dâu nhà họ thư nhưng mà cha con có thể không lấy chồng không hạ thiên cẩn thận từng ly từng tí nói ra thiên thiên ánh mắt nghiêm khắc của cha hạ đã thông báo ông kiên quyết không đồng ý ít nhất tạm thời không lấy có được không cô thức thời lui một bước tại sao cha hạ đang dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn cô tỏ ý hoài nghi hạ thiên không biết diễn tả như thế nào lao thẳng vào trong ngực cha giống như lúc nhỏ đeo lấy cổ ông cha con không muốn gả con không nở xa cha con gả đi cha chỉ còn một mình cô có thể cảm thấy cha hạ khẽ run cánh tay cường tráng ông lấy bả vai cô đứa nhỏ ngốc con gái luôn phải lấy chồng chẳng lẽ con định ở cùng cha cả đời con bằng lòng con phải ở cùng cha cả đời cô vùi đầu trong cổ cha bắt đầu làm nũng được 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 ở cùng cha cả đời ở cùng cha cả đời được chưa công chúa nhỏ của cha cha hạ cưng chiều vỗ vỗ cô nhưng mà hạ thiên biết đây chỉ là kế hoãn binh thôi gả cho thư sính lúc này là sự thật không cách nào thay đổi được thiên thiên ngày mai dì thư từ nước mỹ về muốn mang quà tặng cho con hỏi con thích màu gì cha đặt cô lại giường hỏi màu xanh lam đi hạ thiên vô ý thức đáp trước mắt toàn là màu xanh lóa mắt giống như hoa hồng xanh xinh đẹp nở rộ hả bảo bối của cha thay đổi sở thích từ khi nào không phải ngày trước thích màu xanh lá sao cha hạ nghi ngờ nhìn con gái cô mệt mỏi nhắm mắt lại không muốn trả lời vấn đề này cha hạ khẽ mỉm cười Đắp chăn cho cô, ra khỏi phòng. Trên hành lang, lấy điện thoại di động ra, này, tôi là Hạ Nhược Hải, điều tra một người, Đình Ân, tên này nghe rất quen tay đấy. Ngón tay trắng miệng của Hạ Thiên trượt qua một hàng lễ phục đủ loại treo trong tủ quần áo. Cuối cùng dừng lại trên bộ lễ phục màu xanh lam nhạt, không biết vì sao, cô rất muốn mặc nó. Trong lòng ngạc nhiên lại là nghi ngờ tối hôm qua của cha, không phải cô thích màu xanh lá cây nhất sao? tại sao lại chung tình với màu xanh lam chứ? Mặc bộ lễ phục, tỉ mỉ dùng dây cột tóc màu xanh lam cột chặt tóc thẳng đen nhánh đầy đầu, nhìn mình xanh nhạt trong gương, bản thân nghĩ tới nụ cười không hề kiềm chế trên mặt người đàn ông tên Đình Ân, trái tim, giống như đột nhiên bị thứ gì đó hung hăng đâm vào, đau nhói khó nhịn, cô ôm ngực, trong chốc lát lại nhập thần. Thiên thiên, xong chưa? Thư sính ở bên ngoài gõ cửa thúc giục. Đến rồi cô vội vã chỉnh sửa lễ phục một chút mở cửa kéo cánh tay thư sính xuống lầu nhưng vẫn cúi đầu không dám nhìn hắn hôm nay là ngày mẹ thư sính từ mỹ về nhà họ thư tiến hành một bữa tiệc nho nhỏ thư sính đặc biệt tới đón cô nhưng mà nếu hạ thiên biết hôm nay là bước ngoặt quan trọng sẽ thay đổi cả cuộc đời cô không biết cô còn có thể đi tham gia bữa tiệc này hay không buổi tiệc bắt đầu bác sĩ thư mặc một bộ đồ dạ hội khoác tay cha thư sính đi từ cầu thang xoắn ốc xuống cha thư sính là nhân vật lớn trong giới buôn bán mặc dù đã trung niên nhưng vẫn phong cách phi phàm hơn nữa một đôi mắt ưng bén nhạy khiến cho người ta không rét mà run nhưng ông đối với hạ thiên lại hiền hòa khác thường chỉ thấy bác sĩ thư đứng trước micro nghiễm nhiên là một quý phu nhân hoàn toàn không có hơi thở của nghề nghiệp bác sĩ các phu nhân các tiên sinh tất cả các vị khách quý chào buổi tối mọi người đầu tiên hoan nghênh các vị đến dự tối nay tổ chức party kia chủ yếu có một việc quan trọng muốn tuyên bố đó chính là thư sính nhà tôi và hạ thiên sẽ tổ chức hôn lễ vào cuối tháng chúng ta là bậc cha mẹ là bạn bè cùng chúc phúc cho hai đứa đi giọng nói trầm bổng du dương của bác sĩ thư vang lên trong sảnh chính rộng lớn chấn động màn tay hạ thiên rung lên đột nhiên nhạc điệu vang vang lên thư xính mặc một bộ tucê đô màu trắng tao nhã không mình trước mặt cô, mời cô nhảy điệu nhảy mở màn tối nay. Hạ thiên ngây người tại chỗ, thân thể khẽ rung, trong đầu ngập tràn toàn là hoa hồng xanh lam bay múa đầy trời, cùng điệu vang không bao giờ ngừng nghỉ. Đám người dần xôn xao, hạ thiên nhìn theo ánh mắt mọi người, ngoài cửa nhà họ thư xuất hiện một bóng dáng sáng lạng, mang theo nét cười, bóng dáng dần đến gần, trước ngực cài một huy hiệu bạc, bên túi ngực trái cắm một đóa hồng xanh lam. Hạ thiên hoa mắt, cảm giác mình không thể khống chế lại đến. Cô không đếm xỉa đến thư sính tha thiết khát vọng, lướt qua bả vai anh, đi về phía hoa hồng màu xanh lam. Thiên thiên! Thư sính ở sau lưng cô vội vàng kêu. Nhưng cô không nghe thấy, trong lòng trong mắt chỉ có bóng dáng màu xanh lam đó, kéo lòng cô, cảm giác đau đớn mờ mờ ảo ảo. Đình ân! Cuối cùng cô lại đứng trước mặt anh một lần nữa, sau lần mất mặt đến rối tinh rối mù đó vẫn là nụ cười kinh thường đo, im lặng nhìn chăm chú vào cô, rồi sau đó, nụ cười trên môi tràn ra, không phải muốn nhảy điệu vang mở màn với tôi đấy chứ. Nói xong như vô tình hay cố ý nhìn ra phía sau cô, thư sính đang lửa giận ngập trời đứng sau lưng cô.